Đúng 20 ngày sau tang lễ nghệ sĩ Chí Tài, nghệ sĩ Hoài Linh đau đớn nói lời tiễn biệt thêm một người thân trong gia đình. Những ngày cuối năm 2020, showbiz Việt chấn động vì sự ra đi đột ngột của những nghệ sĩ đình đám. Vào tối ngày 29 tháng 12, cựu thành viên nhóm 1088 Vân Quang Long đã qua đời vì đột quỵ trong lúc đang ăn cơm với gia đình họ hàng ở Mỹ. Đáng nói, ngày ca sĩ Vân Quang Long qua đời cũng là tròn 20 ngày nghệ sĩ Chí Tài vĩnh viễn rời xa cõi đời để về thiên đàng. Chưa hết tang thương, vào tối muộn cùng ngày, 29 tháng 12, nghệ sĩ Hoài Linh đau xót nói lời tiễn biệt một người thân trong gia đình. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hoài Linh viết: "Mẹ bảy kêu, mẹ mười gọi, thức dậy đi cô áo hồng xinh đẹp của con, ngủ nhiều không tốt, mẹ ơi." Theo đó, một người dì của nghệ sĩ Hoài Linh vừa qua đời, vì mối quan hệ thân thiết nên nam danh hài gọi bà bằng mẹ. Ca sĩ Dương Triệu Vũ cho biết đây là người dì nuông chiều cháu nhất nhà. Nỗi đau mất tri kỷ nghệ sĩ Chí Tài chưa nguôi ngoai, nay lại tiếp tục chịu thêm tang thương tiễn biệt người thân. Nghệ sĩ Hoài Linh đang phải chịu đựng quá nhiều. Ngay lập tức, người hâm mộ gửi lời chia buồn, động viên nghệ sĩ Hoài Linh giữ gìn sức khỏe và mạnh mẽ vượt qua nỗi đau quá lớn.